Nurit Gökçe, hay còn được biết đến với biệt danh là Sotheby, là một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay. Thế nhưng điều khiến cho người đàn ông này đổi đời lại không hẳn là nhờ vào tài nghệ nấu ăn đỉnh cao, mà chính nhờ vào động tác rắc muối để đời. Là một đầu bếp thành công, Sotheby sở hữu những mẫu đồng hồ nào? Hãy cùng tìm hiểu với Galiwatt nhé! Thứ nhất, Patek Philippe Nautilus 3700/3, trị giá 75.000 đô. Nếu quan tâm đến Sotheby, bạn sẽ thấy anh ấy thường xuyên đeo chiếc đồng hồ này khi phục vụ bít tết cho những khách hàng nổi tiếng nhất của mình. Được biết, đây là một phiên bản đồng hồ nạm kim cương rất hiếm trong bộ sưu tập Nautilus Jumbo cổ điển. Vành benzen có đến 112 viên kim cương với tổng trọng lượng 1,48 carat. Vỏ đồng hồ làm hoàn toàn bằng vàng 18K với kích thước 42mm, mặt số đen gân cùng hệ thống cọc số, kim vàng phủ dạ quang. Chưa hết, trái tim của Patek Philippe Nautilus 3700/3 là cỗ máy tự động 36 chân kính siêu chính xác, bền bỉ, khiến cho bất cứ quý ông nào cũng mong muốn được trải nghiệm một lần. Thứ hai, Patek Philippe Nautilus 3800/108, trị giá 77.500 đô. Patek Philippe Nautilus 3800/108 được đánh giá là một chiếc đồng hồ lòe loẹt bởi nó không chỉ làm bằng vàng 18K mà còn được đính rất nhiều kim cương trên mặt số, dây đeo và viền đồng hồ. Ước tính Patek đã sử dụng 220 viên kim cương có tổng trọng lượng là 7 carat cho thiết kế này. Và để tạo điểm nhấn cho mặt số, nhà sản xuất đã sử dụng hệ thống cọc số bằng sapphire, tạo hình baguette và bộ kim vàng. Có thể nói đây là một cỗ máy thời gian dành cho những người sang trọng bậc nhất và có niềm đam mê mãnh liệt với đồng hồ. Thứ ba, Patek Philippe Nautilus 5719/11G010. Patek Philippe Nautilus 5719/11G010 là chiếc đồng hồ siêu đắt đỏ được Sotheby mới kết nạp vào bộ sưu tập của mình. Sản phẩm gây ấn tượng nhờ sử dụng 255 viên kim cương được gọt rũa tỉ mỉ theo các hình dáng khác nhau, cùng với đó là 32 viên đá ngọc bích màu xanh lam cắt hình baguette nạm xung quanh vòng benzen. Lớp vỏ bên ngoài của đồng hồ được làm bằng vàng trắng 18K, có kích thước 42mm cực kỳ vừa vặn. Theo nhiều nguồn tin, chiếc đồng hồ có giá 1 triệu đô chỉ được bán cho những khách hàng đặc biệt của Patek Philippe. Thứ tư, Patek Philippe Calatrava 3520. Chiếc đồng hồ Calatrava 3520 có lẽ là thiết kế đơn giản nhất trong bộ sưu tập của Sotheby. Sản phẩm bao gồm các tính năng xem giờ phút cơ bản, sử dụng bộ máy lên cót tay caliber 177. Ngoài ra cũng tương tự như các mẫu đồng hồ khác của Patek Philippe, Calatrava 3520 được làm hoàn toàn từ vàng 18K nhưng mặt số lại được làm nhỏ hơn, chỉ khoảng 32mm và được trang trí bằng các cọc số dạng vạch thanh lịch mà sang trọng. Thứ năm, Patek Philippe Nautilus 18K Cello Gold. Sotheby từng xuất hiện với chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus 18K Cello Gold. Tuy nhiên, rất khó để nhận biết anh sử dụng phiên bản mặt số màu đen hay là xanh đậm khi chỉ nhìn qua vài bức ảnh chụp nhanh. Dù vậy, đây vẫn là một cỗ máy thời gian nhất định phải có cho các nhà sưu tập Patek Philippe. Toàn bộ vỏ đồng hồ được làm từ vàng và sở hữu kích thước 37.5mm, không quá lớn. Có thể thấy Sotheby là một fan cứng của Patek Philippe khi sở hữu tất cả những bộ sưu tập đáng chú ý của nhà sản xuất đắt đỏ này. Bạn cảm nhận như thế nào về bộ sưu tập của Sotheby? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé!